Rồi, ok, hôm nay chúng ta cũng sẽ thêm một lần nữa đánh team hệ rồng để cho hy vọng là Gatrum có thể tỏa sáng, tôi không biết. Với lại là build một team full hệ thì nó cũng hơi lâu, cho nên là tôi sẽ đánh thêm một tuần nữa. Cũng một phần là bí content, không biết build team gì tiếp theo. Rồi thôi kệ đi, vô luôn nè. Mình đã làm gì nhỉ? Thật là khó xử quá đi. Tôi đang nghĩ tôi sẽ cho Dragapo đi chung với Kingdra lần nữa. Bên kia có vẻ tôi nghĩ tôi sẽ cho Dragonite đi chung với lại Gatchom. Sao ta, hợp lý không ta? Không hợp lý cũng hợp lý luôn. Quất luôn. Charodon đi chung với lại Incineroar. Ok. Intimidate. Con Incineroar, con Charodon đó chắc là sử dụng, không biết nữa. Tôi nghĩ con Charodon đó có thể gặp Power Hub, hoặc là bên kia sẽ đổi Pelipper ra liền. Thì mình cứ bảo vệ Kingdra coi thử tình hình style. Được cái là con Incineroar đó không thể nào fake cao được con Dragapo. Mà nếu bạn nào có thắc mắc tôi đang chơi game gì nữa thì tôi có gắn link rồi nha. Máy game với đĩa game luôn á. Bạn nào cần thì có thể tham khảo. Tôi không có link giả lập đâu. Vô trận đây. Dragon Pose. Ok, mình kêu Dragon Pose cho con Kingdra. Ok, nó không nó không thay ra được. Nó không phải cao được, nhưng nó phải cao được. Ủa là nó cóp được. Rồi ok, chắc tôi phải reflect. Và rồi Terra. Không biết là có trượt hay không. Nếu trượt thì rất dễ lượt sau, còn Charodon sẽ sẽ làm gì mình nhỉ? Nó sẽ dùng body press cho mình. Trời, đừng có trượt mà. Nào, Incineroar à? Ok. Yeah, đừng trượt. Giết nó luôn đi. Ui yeah. Chết rồi, còn miếng à. Stamina. Ok. Lúc nãy hình như là con Charodon nhanh hơn mình. Tôi nghĩ tôi sẽ phóng vô con. Tôi muốn xử con Incineroar trước. Vĩnh biệt mày đi. Yeah. Ok. Vậy đủ rồi. Thôi mặc dù mình reflect rồi nhưng mà nó vẫn xử được con Kingdra ha. Dạ biết rồi, đợi con chút đi. Tôi nghĩ tôi sẽ cho Gatrum ra. Và làm gì nữa nhỉ? Annihilate hả? Annihilate này nó có gì ta? Tôi không biết con Annihilate này có cái gì. Quan trọng là vậy. Tôi có nên Dragon Chill. Dragon Chill đi. Xong tôi Earthquake. Kệ nó. Hình như là Gatrum nhanh hơn. Tôi để cho Gatrum nhanh hơn con Dragapo đúng không ta? Tôi đúng không nhỉ?
Ô hệt cỏ. My god. Nó sống. Chết rồi. Gacham à. Critical hit một lần thôi Gacham ơi. Critical hit một lần thôi. Người ta quýnh mà sao mày không đỡ. Ôi. Không được rồi. Chết rồi. Nào hai Shadow Dawn nè. Chị tê liệt đi. Không tê liệt. Mà đợi cha nữa. Chết gì vậy em ơi. Ui chà. Rồi. Thua rồi đó. Hoặc không. Hoặc là không. Hoặc là không. Ôi con na lép nhanh quá. Ôi mình còn có một con sao đánh nổi ta. Rồi còn thêm mouse hole nữa chứ. Rồi xong. My god. Còn này clip nó hệ ma, không thể nào stream speed được. Trời ơi, nếu không là mình cũng ngon rồi. Ok luôn. Và bên kia đang... Ok bên kia... Ủa? Ủa? À con Ninetales nó sẽ tạo trời nắng cho con Livion bên kia. Có Chlorophyll đúng không? Con Livion bên kia có Chlorophyll đúng không? Rất có thể con Malamar bên kia có Super Power. Thôi thì mình cứ... giờ đem Dragonite với lại Gachom ra vậy. Ừ. Coi thử nha. Ok. Oh, đoán chắc mà. Rồi bây giờ chắc chúng ta phải Dragon Cheer rồi nè. Kèo này hơi căng, kèo này căng, tôi đồng ý kèo này căng. Con Malama chắc là Terra hình hệ. Ôi không, Terra cho con Norburn á. Thầy thép, ok. Ok. Tôi không nhớ tốc độ của con Malama bên như mà như nó chậm hơn con Kingdra, mà tôi không biết là có Tailwind. Ok, con Malama chắc sử dụng Night Slash quá. Hot Drop. Tôi nghĩ tôi sẽ xài Reflect và Terra để sử dụng chiêu Dragon Meteor ta. Tôi có nên xài Dragon Meteor không? Hay tôi xài, tôi sợ trượt quá. Thôi dùng Score đi cho nó an toàn. Chỉ hy vọng là mình có thể
thắng nó được. Cảm ơn. Con Noivern nói chắc mà con quỷ Noivern. Ôi chiêu này. Ok, All Star Reverse. Mày biến giùm tao một cái. Ui còn có một biến bà nội cha. Tôi nghĩ tôi vẫn xài score. Đương nhiên rồi, tao làm sao mà đánh mày chi. Ôi oh yeah. Ui, hình quá mình có reflect. Tuyệt. Đi ra hả? Đi ra này thì cũng hơi mệt, cho nên bảo vệ Thiên ra. Tôi sẽ Assassin. Ok, hợp lý. Earthquake, ok, mình bảo vệ rồi. Còn con Noivern bên kia có gì? Oh, telepathy, à. Mình cũng xài Tailwind đi. Tôi chỉ hy vọng là mình xử được con Noivern coi. Không xong rồi, không xong rồi. Rồi, xong Kingdra. Xin chào cưng. Cưng gặp thêm một đứa rồi cưng. Anh là Garchomp. Anh ở đây để dẹp tụi bay. Một đám hơi thép hả mày? Con nào mỏng manh nhất? Tụi bay hệ thép cho tao. Để đến nè. Tuyệt. Hệ thép hả mày? Rồi, con đi cứ đa ra đây. Con đi cứ đa mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây, tao mà không có xử mày, tao. Ra đây, ra đây. Ừ, đúng rồi. Cảm ơn. Rồi, 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 và tiếp theo chúng ta vẫn sẽ đấu với con gì vậy?
IndieD hả? Tôi nghĩ tôi sẽ cho Kingdra đi chung với lại Dragapult. Ok, hợp lý. Hợp lý không? Không hợp lý cũng chịu đi. Và Gatchom đi chung với lại Hydreigon. Nhưng mà rất có thể là con Delphox nó sẽ theo hướng có thể đi chung với Delphox. Thôi kệ đi. Rất có thể con Indeedee đi chung với Delphox. Nó bình thường là vậy. Nhưng không biết. Nhưng tôi không biết là mấy bạn này tính làm gì. Annihilate đi chung với Superior. Ok, làm sao đoán được. Nội tôi đoán cũng nổi nữa. Dragon Tear không thể protect. Chắc là nhắm vô con Dragapult. Final Gambit. Và nội nó Final Gambit. Pitch Seed. Ok. Thunder Wave. Không biết là tôi có Draco Meteor vô được nó hay không. Nếu trượt thì mình thua. Đúng không? Đúng rồi, trượt thì mình thua thôi. Một trong hai cái nào trượt mình cũng thua hết trơn á. Một trong hai chiêu Thunder Wave hay là Draco Meteor gì trượt mình cũng thua hết. Nguy hiểm quá. Thế là hệ tiên, ok. Chắc nó dùng Leaf Storm quá. Ô, nó nhanh hơn mình luôn. À, nó Charge Cap. Ok. Ok, tôi nghĩ chắc tới lúc mình phải ra chiêu ra sân rồi đó. Indeedee the Grey. Tôi nghĩ tôi sẽ Poison Jab vô con Superior vậy. Follow me, ok, hợp lý. Nếu là tôi cũng như bạn thôi.
Ok, let's see. Con nó cũng phiền chứ ha. Dog pose. Rút Dragon pose về. Rút Gacham về. Sao ướng được Indeedee mới được. Sao đây con gì nữa? Còn có gì nữa ra hết đi. Sneasler, ok. Inverden. Nó nhanh hơn mình rồi. Nó có Unburden rồi. Phải ráng sao mà để cho giảm tốc độ nó xuống mới được. Oh, Diaclaw. Bớt giùm tao một cái. Hụt quá. Ôi trời đất ơi. Hụt trúng cái con mình. Ôi không được rồi, tôi nghĩ tôi nên tấn công con Sneasler. Dragon Dart. Ôi, còn có một miếng bà nội. Rồi, 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 tao xin lỗi, tao xin lỗi. Thích quen cái coi nào. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi, con Superior. Giờ sao đây? Giờ tôi đã không thể ra được rồi. Rất có thể. Không biết nữa, không biết con Superior này sống nổi qua tròn Boxing Trap hay không ta. Không thể ra được. Nên không biết. Protect. Nó leap storm được mình thì mình thua rồi đó. Yeah. Mày ngủm giùm tao một cái, mày phiền quá.
Và rồi, trận tiếp theo có Inteleon, chắc Inteleon theo hướng cậu chắc Inteleon là sniper luôn quá. Phải phòng ngừa nó thôi. Không được rồi, phải phòng ngừa nó thôi. Không biết bên kia đang tính làm gì. Sao ta? Hai con, một con sắt suffer. Giờ sao đây ta? Thiệt là khó khăn. Ok, cho con Gachom đi. Gachom hay là Machiludon ta? Machiludon thấy vô đây không có hợp lắm. Gachom đi. Vô. Ok. Hai con này hệ bọ. Tôi không biết nó sẽ tính làm gì. Chắc là nó dùng theo win rồi. Nó làm gì đó. Protect. Để coi thử. Theo win hợp lý. Ôi, tôi có một team hệ bọ, chả lẽ tôi không biết tính làm gì. Ok. Dragon Cheer. Thank you nha. Rồi, giờ tôi nghĩ tôi reflect. Xong tôi Terra. Thành hệ thép. Xong tôi dùng Score. Hy vọng là hợp lý, hy vọng là lựa chọn này là hợp lý. Như con Caesar bên kia đâu có chiêu nào để khắc chế lại con hệ thép đâu đúng không? Ừ. Hai con đó đâu có chiêu nào khắc chế hệ thép đâu. Oh, Encore. Ừ, có chiêu này khắc chế đó. Tôi nghĩ tôi nên cho Gachom ra rồi đó. Này, chỉ có thể bảo vệ thôi. Kingdra này chỉ có thể bảo vệ thôi chứ biết làm gì giờ. Light screen, ok. Hơi non. Red skin. Tôi sẽ dùng sức, tôi nghĩ tôi sẽ dùng sức xử con mấy chiêu, hai chiêu này. Ok, các chiêu Dragon Claw là hợp lý nhất. Protect đi, cứ protect thôi. Bên kia phải đổi thôi. Oh, Charm. Nó phiền ha. Gì? Không được rồi. Còn bên kia chắc anh kho thêm một lần nữa.
NDD. Ô, nó dùng charm á. Tuyệt. Bây giờ mày khỏi anh kho tao nữa, con quỷ. Úi, bỏ cuộc ra. Hay là do mạng của mình yếu ta? À, và thế là Full Team Heron đã chấm dứt. Tôi không biết là tuần sau tôi sẽ làm team gì, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Và build team cũng khó quá. Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau. Bye.